Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thạch rau câu thanh long ngon ngọt mát lành. Thanh long đỏ thường chứa nhiều chất xơ, beta carotene, các loại vitamin B, C, canxi. Với sắc đỏ hồng tự nhiên còn thay cho những lọ màu thực phẩm không tốt cho sức khỏe khi làm những món tráng miệng. Loại quả này vừa ngọt mát thơm ngon lại chứa khá đầy đủ các chất dinh dưỡng nên nếu hòa cùng với lớp bột rau câu chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một hương vị thạch tráng miệng mới lạ và đầy hấp dẫn. Vị thạch giòn dai hòa cùng với màu đỏ đặc trưng của thanh long đỏ sẽ rất thích hợp cho những món quà vặt. Nếu đã quá háo hức với món này thì hãy thử ngay cách làm thạch rau câu thanh long đỏ từ công thức sau đây, đảm bảo vừa dễ làm lại chẳng tốn nhiều công đoạn chuẩn bị nha các bạn. Nguyên liệu cần có để làm món thạch rau câu thanh long đỏ ngon ngọt mát lành thì các bạn cần chuẩn bị đầu tiên sẽ là 500g thanh long các bạn nhé. Thanh long này là do chính tay nhà mình trồng. Quả thanh long nhà mình trồng thì không được to như ở những quả thanh long mà các bạn thấy ngoài chợ. Chính vì thế mà mình sẽ sử dụng khoảng 2 quả thanh long là tương đương với 500g nha các bạn. Và thường thường thanh long do nhà trồng thì không được ngọt lắm cho nên mình sẽ sử dụng thêm 150g đường. Các bạn có thể tăng giảm lượng đường tùy thuộc theo khẩu vị của bản thân mình. Mình sẽ sử dụng thêm 10g bột rau câu giòn và 10g bột rau câu dẻo các bạn nhé. Mình sẽ kết hợp giữa bột rau câu giòn và bột rau câu dẻo để có thể tăng được tính giòn dai cho món thạch rau câu của chúng ta. Thì khi ăn sẽ rất là ngon. Cuối cùng thì mình sẽ sử dụng thêm một bộ khuôn làm thạch nha các bạn. Khuôn hình làm thạch này thì sẽ phụ thuộc vào sở thích cũng như là hình thù thạch rau câu mà các bạn muốn tạo ra như thế nào. Kiểu dáng của khuôn làm thạch sẽ quyết định tới hình thức của món thạch rau câu này của chúng ta các bạn nhé. Thanh long đỏ mát ngọt thơm nên rất nhiều người ưa thích, và khi làm thạch rau câu thanh long đỏ thì món thạch rất ngon, mát lạnh và đẹp mắt, thích hợp cho món ăn vặt hay tráng miệng sau bữa chính. Giờ mình sẽ tiến hành bắt tay ngay và thực hiện món thạch rau câu thanh long các bạn nhé. Bước đầu tiên thì đối với phần thanh long thì mình sẽ cần bỏ phần vỏ và mình sẽ cắt thành những miếng nhỏ để lát nữa mình sẽ đem đi xay nha các bạn. Sau khi mà đã sắt xong thành những miếng nhỏ như thế này thì mình sẽ đem thanh long của chúng ta bỏ vào máy xay các bạn nhé. Các bạn cũng có thể trộn vào đây một chút đường nữa để thanh long của chúng ta ngấm ngọt. Và các bạn có thể cho vào đây một chút nước các bạn nhé. Mình sẽ tiến hành bật máy để xay phần thanh long của chúng ta. Thanh long này mềm cho nên cũng rất dễ nhanh chóng xay mịn nhuyễn thôi các bạn. Lúc này mình sẽ chuẩn bị một nồi nước và mình sẽ đặt nồi nước của chúng ta lên trên bếp các bạn nhé. Mình sẽ tiến hành trộn phần bột rau câu của chúng ta vào bát. Mình trộn bột rau câu giòn cũng như bột rau câu dẻo lại với nhau. Và mình trộn thêm phần đường nữa các bạn nhé.
mình trộn đều để lát nữa mình đổ phần bột rau câu và đường vào thì sẽ không bị vón cục và nhanh tan các bạn nhé. Lúc này khi mà nước đã sôi rồi thì mình sẽ tiến hành cho phần nước thanh long đã xay của chúng ta ở bước trên vào các bạn nhé. Đồng thời thì mình sẽ tiến hành cho phần bột rau câu trộn với đường của chúng ta vào các bạn nhé. Mình sẽ khuấy thật đều để cho bột rau câu của chúng ta không bị vón cục, đường của chúng ta sẽ hòa tan vào. Mình sẽ khuấy thật đều các bạn nhé. Các bạn có thể nêm nếm lại một chút để xem có hợp khẩu vị đường của chúng ta hay không. Lúc này thì mình sẽ tắt bếp và để nguội một chút các bạn nhé. Rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành cho vào khuôn. Khi mà phần thạch của chúng ta hơi nguội một chút rồi thì mình sẽ đổ phần thanh long rau câu này của chúng ta vào trong khuôn các bạn nhé. Mình sẽ để phần thạch rau câu của chúng ta vào trong tủ lạnh khoảng 2 giờ cho thạch đông cứng hoàn toàn và mát lạnh thì chúng ta có thể bỏ ra khỏi khuôn. Thạch ăn mát lạnh, ngọt mát, vị thạch sẽ giòn dai với màu đỏ đặc trưng của thanh long. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món thạch rau câu thanh long đỏ mát lạnh. Chỉ cần thực hiện những bước đơn giản trên đây thôi là bạn đã có thể làm thạch rau câu thanh long mát lạnh, thơm ngon rồi. Đây là một món ăn vô cùng là thơm ngon, bổ dưỡng, nhưng cách làm lại vô cùng đơn giản và nguyên liệu cũng rất dễ tìm. Vì thế các bạn hãy làm món ngon tuyệt vời này cho cả gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Ăn Vặt TV hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ hữu ích cho các bạn trong việc nấu các món ăn ngon cho gia đình của mình. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.